quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 tác động đến các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Một trong những giải pháp được đưa ra nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế là phát triển lực lượng doanh nghiệp. Đây là nội dung chính trong diễn đàn tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa tổ chức mới đây. Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 đặt ra 5 quan điểm, trong đó nhấn mạnh tập trung khắc phục những hạn chế, hoàn thành cơ cấu lại 3 lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch giai đoạn 2016-2020, bổ sung các nhiệm vụ nhằm tận dụng các cơ hội, các mô hình kinh doanh mới và giải quyết tốt các vấn đề chiến lược để phát triển nhanh và bền vững. Cơ cấu lại nền kinh tế phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, được thực hiện đồng bộ giữa các ngành lĩnh vực. Đây là cơ hội quý để các doanh nghiệp đổi mới mô hình và cải thiện chất lượng tăng trưởng, củng cố nền kinh tế vĩ mô. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn ở các doanh nghiệp nhà nước được thực hiện công khai, minh bạch, theo cơ chế thị trường, từng bước tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước được thúc đẩy phát triển. Môi trường đầu tư kinh doanh, xếp hạng năng lực cạnh tranh được cải thiện liên tục. Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được chú trọng xây dựng. Với mục tiêu kết nối để phát triển, mới đây triển lãm quốc tế lần thứ 2 về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam VMESPO 2021 đã chính thức khai mạc. Sự kiện do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương tổ chức. Đây là sự kiện tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết số 115 của Chính phủ nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo, giới thiệu sản phẩm, trao đổi công nghệ, tìm kiếm đối tác, liên doanh, liên kết, thu hút đầu tư. VMESPO 2021 có quy mô 200 gian hàng trưng bày, trên 170 doanh nghiệp tham dự với nhiều thương hiệu hàng đầu đại diện cho các nhóm ngành ô tô, thiết bị, phụ tùng. Để thực hiện hóa mục tiêu kết nối để phát triển cũng như tăng cường hiệu quả tối đa cho các doanh nghiệp tham dự. Trong suốt các ngày triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động kết nối giao thương business matching giữa các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối cũng như các hội thảo chuyên ngành về chuyển đổi số, kết nối chuỗi cung ứng bền vững. Bộ Công Thương vừa bổ sung một số quy định mới trong kinh doanh xăng dầu như quy định về điều hành giá xăng dầu, về thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ và đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu hàng năăm. Đây là các quy định mới tại Thông tư 17/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, các mặt hàng xăng dầu nhà nước công bố giá cơ sở là những mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường, gồm xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut. Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng dầu tiêu dùng nhiều nhất để thực hiện công bố giá cơ sở. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải đảm bảo tiến độ nhập khẩu hoặc mua xăng dầu trong nước theo quy định hoặc theo văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 2 tháng 1, 2022.